Thưa quý vị, những ảnh hưởng sau thời gian dài chống chọi với đại dịch COVID-19 đã hình thành thói quen tiêu dùng mới trên thị trường, khi thương mại điện tử đã và đang là một trong những kênh xuất khẩu chính ngạch, chi phí cạnh tranh nhất hiện nay cho nông sản Việt. Trong không gian thương mại điện tử toàn cầu lên tới 10.000 tỷ đô la Mỹ, thì tỷ lệ hàng nông sản mới chỉ chiếm 9%, cho thấy tiềm năng để tiêu thụ nông sản trên đây còn rất lớn. Đối với Việt Nam, tình trạng xuất khẩu nông sản tiểu ngạch chiếm đa số khiến mặt hàng này thường xuyên rơi vào cảnh dư thừa. Do đó, thương mại điện tử chính là kênh xuất khẩu hiệu quả, giá cạnh tranh nhất hiện nay cho nông dân Việt Nam. Phương tiện thương mại điện tử tới đây sẽ là một cái phương tiện vô cùng quan trọng để chúng ta xuất khẩu chính ngạch nông sản. Trong cái phương thức kinh doanh này thì mỗi một hợp tác xã, mỗi một doanh nghiệp vừa và nhỏ thì phải có những cái bộ phận chuyên biệt để chúng ta biết cái cách thức làm sao mà đưa hàng lên mạng, làm sao mà quản trị cái vòng đời của sản phẩm đó. Tại Đà Nẵng, không chỉ lên sàn thương mại điện tử, nhiều đơn vị doanh nghiệp nông nghiệp cũng đang dần đa dạng hóa các kênh bán hàng như Facebook, Zalo, website. Báo cáo khảo sát của Hiệp hội Thương mại điện tử cho thấy, trong nhóm các nhà bán hàng có tăng trưởng doanh thu đều có đặc điểm chung là nhanh chóng chuyển đổi mô hình sang bán hàng đa kênh. Cùng với đó, các chương trình kết nối cung cầu trên nền tảng số của ngành công thương Đà Nẵng đã và đang giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà phân phối tiếp cận nhiều hơn đến thị trường nông sản. Thì chúng tôi đã áp dụng đề xuất các biện pháp thực hiện về thương mại điện tử thông qua các sàn giao dịch, các hoạt động về trên nền tảng số để hỗ trợ trong việc kết nối giữa các nhà phân phối doanh nghiệp trong cái thời gian vừa qua. Dù vậy, xuất khẩu nông sản qua thương mại điện tử còn mới mẻ, đòi hỏi các đơn vị cần tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân để rút ngắn con đường số hóa nền nông nghiệp. Trong đó, bước đi quan trọng là hỗ trợ để nông dân, hợp tác xã trở thành một thương nhân, từ đó tháo gỡ cho bài toán khó khăn nhất hiện nay là tiêu thụ nông sản khi vào mùa.